vẫn sẽ các bạn chờ mời các bạn quay lại video của mình. Sau đó mình sẽ cho các bạn cách làm được hai mai bằng làm sao nhé. Vâng, trong cái video này mình sẽ làm một chiếc cửa sổ được mở bằng cái này. Đây, mình sẽ dán phần cửa sổ lại. Ok, như vậy video của mình đến. Cảm ơn các bạn theo dõi video và lại quả của video.